Sư cho con hỏi, có một vị chư thiên trời đau lợi, nhớ dùm sư nghe. Một vị là một vị trời, còn chư thiên là nhiều vị trời, chứ không có một vị chư thiên nha. Đau lợi khi thấy mình có ngũ tướng suy và quan sát mình sắp đọa làm chó. Vị ấy bạn tìm chư Phật hay chư Bồ Tát? Đảnh lễ thì phước trời vị ấy tăng lên, như vậy vị ấy sẽ biến mất và tái sanh lại cõi đau lợi, hay tuổi thọ vị ấy kéo dài ra. Nếu là chư thiên cứ áp dụng phương pháp đảnh lễ như vậy hoài thì sẽ được an trú mãi ở cõi trời không? Xin thưa với quý vị, mình sự kẹt nhất là cái kiểu mình nhớ mà mình nhớ không hết. Mình nhớ cái kiểu râu ông nọ cắm càm bà kia thì nó khổ lắm. Nó có một vài điểm mà ngay trong bản thân câu hỏi nó có vấn đề. Thứ nhất là như sư nói ha, một vị là một vị trời, còn chư thiên là nhiều vị trời, chứ không có chuyện là một vị chư thiên. Cái thứ hai là xuống đảnh lễ chư Phật. Chư Phật ở đâu ra? Chỉ có một vị Phật, tức là Đức Thế Tôn thôi. Cụ thể là cái bài, cái cảnh mà quý vị nói như vậy nè, nó nằm ở trong kinh Đế Thích Sở Vấn. Đây là trường hợp vua trời Đế Thích thấy các cái tướng suy của mình và có lòng hoảng sợ, xuống hầu Đức Phật, gặp Đức Phật hỏi đạo, nhớ nha, hỏi đạo để chứng đắc được thánh quả, thánh đạo, thánh quả Tu Đà Hoàn, chứ không có chuyện đảnh lễ nha. Đảnh lễ chắc chắn là đảnh lễ, nhưng bản thân việc đảnh lễ nó không có đủ, mà Đế Thích đó, xuống gặp Đức Thế Tôn, sau đó vị này hỏi đạo Đức Thế Tôn, sau khi được Đức Thế Tôn giảng pháp và vị này chứng đắc đạo quả, cụ thể là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, từ đó, đó ngay lập tức mệnh chung và tái sanh ngay thành cái thân cũ. Cho nên là không có cái chuyện là một người xuống đảnh lễ chư Phật chư Bồ Tát, chuyện đó không có. Xuống đảnh lễ rồi thì mình được kéo dài tuổi thọ, cứ làm vậy hoài, chuyện đó không có. Cho nên nhớ cái gì thì làm ơn làm phước, nhớ cho nó có đầu có đuôi, hoặc có thể là quý vị tự nhớ, hoặc có thể là quý vị nghe kể lại mà nó đưa đến cái chuyện là tam sao thất bổn. Cho nên nhớ nha, nhớ cái gì thì nhớ chính xác giùm sư ha. Còn mà thắc mắc là sư nói có đúng hay là không ấy, thì xem kinh Đế Thích Sở Vấn. Còn cái sự kiện mà quý vị nói ở đây nè, nếu như theo câu chữ mà quý vị nói thì sự kiện đó không tồn tại, cho nên không có cái chuyện là ăn trú mãi ở cõi trời ha. Muốn ăn trú mãi ở cõi trời thì cứ chứng thánh đi. Chắc cái này chứ cũng không có gì thôi, chắc qua luôn câu mới.